Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 8, tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đến dâng hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2024. Cùng dâng hương có đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng chí Đại tá Thạch Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vừa chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương An Giang. Với 92 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu cũng chính là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương mẫu mực của một nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là người thầy chỉ đại của giai cấp công dân Việt Nam và điển hình của tinh thần quốc tế vô sản chân chính. Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên vinh dự được trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước ta và nhiều huân chương giải thưởng cao quý khác. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đoàn kết, nỗ lực, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu, xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.